cũng là một đề tài. Khó mà như vậy khó. Khó hiểu. Khó hiểu quá. Rồi, thì đây là một trong những bài khó nhất trong chương trình mà mình đã bầu. Và tại vì nó rất là tự thường ha. Thì tôi sẽ cùng các chị trao đổi. Trong các cái mục tiêu này chúng ta có thêm một cái mục tiêu nữa là ngoài ra thì các chị sẽ ứng dụng các cái kiến thức về giải phẫu của phúc mạc để áp dụng trong một số trường hợp lâm sàng. Thế thì cái đó là một mục tiêu lên vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua một là trước đây đó thì tại vì cái cấu trúc của phúc mạc quá phức tạp, do đó các nhà giải phẫu thường tìm một cái hình tượng cụ thể nào đó có trong cuộc sống để mà minh họa cho cái hình tượng phúc mạc. Thì giai đoạn đầu tiên hết thì thường thường là các nhà giải phẫu mô tả phúc mạc như là một cái lớp sơn, như là lớp sơn sơn cái căn phòng. Thì khi mà người ta sơn, người ta quét cái sàn, gặp cái bàn quét lên bàn, gặp người quét lên người luôn, quét lên tường, quét lên trần, gặp đèn, gặp máy chiếu quét luôn, thì cái đó nó cứ bao quanh lấy một cái lớp sơn che phủ trên toàn bộ bề mặt của một căn phòng và các vật dụng trong phòng đó, thì người ta xem đó là một cái hình tượng mạng. Thế nhưng mà dùng sao khó hiểu, rất khó hiểu. Thì sau này các nhà được học hiện đại đó, thì người ta tìm ra một cái hình tượng dễ hiểu hơn. Nó là hình tượng của quả bóng da. Thì hình tượng quả bóng da thì các chị sẽ biết rồi là nó là với một quả bóng da thì cấu tạo quả bóng da thì mình là cái gì? Bên ngoài là cái lò da, đúng không? Rồi bên trong là một cái hồ cấp sụn. Thế thì người ta nói như thế nào? Như là hình ảnh của một cái quả bóng da. Thì bên ngoài là cái quả bóng da, bên trong là hồ cấp sụn, thì là hồ cấp sụn sạch thì nhét vào trong. Tức là một bóng dạng tiên trước khi nhé của cao su vàng thì người ta bỏ vào trong lòng của cái bỏ da một số các vật, sau đó mới nhét cái ruột cao su vào bơm lên. Thì khi bơm lên như vậy đó thì có một số các vật đang nằm trong cái bỏ da này nó sẽ áp sát vào thật mình yêu đứng vậy, thì cái ruột cao su chỉ phụ mặt của cái vật đó thôi. Ngoài ra có trường hợp thứ hai là một vật nó nằm chơi vơi và cái lao ở cái ruột cao su phải bao quanh lấy nó. Đó là trường hợp thứ hai. Và một trường hợp thứ ba là nó bao quanh một vật rồi nó lại phủ tiếp một cái vật khác rồi mới quay ngược trở lại. Và trên cái hình này các anh sẽ thấy nếu như chúng tôi dùng một cái đường liên tục từ cái quanh của cái ruột cao su và chúng ta có thể đạt được cái đường liên tục kia ra. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái ruột cao su là liên tục. Thấy mà, cái ruột cao su liên tục. Và bây giờ chúng tôi tắt ra và ra từ 3D để các bạn thấy đây là cái ruột cao su. Hoặc là nó áp, nó phủ một mặt của các vật, hoặc là nó bọc bao quanh lấy các vật, hoặc là nối vật này qua vật khác. Nhưng mà dù gì cũng rất tạo thành, nó cái ruột cao su vật mà một ngày có được liên tục. Thì từ cái này thì chúng ta thấy được cái hình tượng của phúc mạc đó chính là gì vậy? Phúc mạc sẽ là gì vậy? Tương ứng với cái gì mà trong cái quả bóng da này? Sẽ là ruột cao su. Và như vậy thì cái quả bóng da là gì vậy? Quả bóng da là gì vậy? Đó. Thành phần. Quả bóng da là thành phần. Nè. Bây giờ chúng ta sẽ có một số các khái niệm liên quan để cái khái niệm thứ nhất là cái phúc mạc thành là peritoneum. Thì cái này là gì? Đây là phần phúc mạc áp sát vào mặt trong các bụng, thì đó là phúc mạc thành. Tương ứng với quả bóng da là cái phần mà cái quả bóng da áp sát vào mặt trong của quả bóng da. Như bây giờ đó, thì đó là cái khái niệm nhân gia đình. Đây là một mặt thành.
Bây giờ phúc mặt tàng là gì? Phúc mặt tàng chính là phúc phần phúc tàng che phủ hoặc là bao bọc phúc tàng, thì đó gọi là phúc mặt tàng. Nhưng biểu mà che phủ là sao? Ví dụ trường hợp này gọi là che phủ. Che phủ bề mặt của tàng nó che phủ một phần thôi, giống như là cái thằng trải giường, trải những cái giường thôi, thì đó gọi là che phủ. Còn bao bọc như là nó bao bọc gần hết cái bề mặt của một phúc tàng thì gọi là bao bọc. Như vậy bao bọc khác che phủ chứ, các bạn bao bọc khác che phủ hoàn toàn ha. Thì tương ứng ở đây chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái gì, những cái phần của cái vỏ ở cái vùng cao su của không gian áp vào các vật bên trong đó, thì cái đó sẽ là phúc mặt tàng, được chưa? Vì chúng ta sẽ có cái các con một số các cái mặt treo gì theo các chị mặt treo là một nếp phúc mặt gồm có hai lá nối từ phúc mặt thành đến phúc mặt bạn, đúng không? Ví dụ các chị nhìn lên đây là cái mặt treo của nếp đàn ngang, thì nó gồm có hai lá. Hai lá này nối từ phúc mặt thành sang đến phúc mặt bạn, được chưa? Rồi đến đây thì chúng tôi tạm thời chấm câu ở đây, chấm câu ở cái phrase này, cái rõ này. Nhưng tiếp tục chúng ta sẽ có những cái khác nhau này. Đây là mặt treo, đây cái tầng ngang này. Bây giờ mặt nối là gì? Mặt nối là một nếp phúc mặt cũng gồm có hai lá nối từ phúc mặt tàng đến phúc mặt tàng, là nối tàng này đến tàng kia, đó là ví dụ như ở đây chúng ta đây có là đây chính là cái mặt nối, nối từ ra từ phúc mặt tàng của ra đến phúc mặt tàng của ấy, dạ chạy ra thì nếu được mà thì đó là mặt nối. Bây giờ chúng ta có tiếp cái mà chúng ta gọi là mặt chặn hay là dây chặn phúc mặt. Cái mặt chặn gì? Được nghĩa mặt chặn là một nếp phúc mặt gồm bao gồm hai lá nối từ phúc mặt thành đến phúc mặt bạn. Nói đến đây thì điều gì xảy ra? Sao như mặt treo thế, đúng không? Thế thì mặt treo nó khác mặt chặn, mặt treo khác mặt chặn. Cái nào thì nói đến đây là cái nào đúng đấy? Mặt treo là một nếp phúc mặt gồm có hai lá nối từ phúc mặt thành đến phúc mặt bạn, ok. Mặt chặn cũng là một nếp phúc mặt gồm hai lá nối từ phúc mặt thành đến phúc mặt bạn, cái giống nhau hoàn toàn. Cái gì nó phải có cái gì khác nữa, cái khác từ nào ạ? Trang thì cái khác từ nào? Mặt trăng là treo được cả. Ví dụ như là mặt trăng tam giác của ga, nó cũng là một cái nhớ của mặt của hai lá để cố định tàn vào trong thành. Điều khác biệt duy nhất giữa mặt trăng và mặt treo đó là mặt treo có chứa bóng mặt trời trên đỉnh đầu, còn mặt trăng thì không có. Như là giữa hai lá của mặt treo thì có bóng mặt thần kinh trên đỉnh đầu, nha. Còn mặt trăng thì không có. À, ví dụ đây là mặt trăng quan. À, bây giờ một cái khái niệm ô bùn. Ô bùn là gì ạ? Ô bùn là nó có cái đồng nghĩa với ổ phúc mặt không ạ? Ô bùn có đồng nghĩa với ổ phúc mặt không ạ? Chúng ta sẽ có thêm một cái khái niệm là ô phúc mặt. Cái điều ô bùn khác của phúc mặt là ô bùn là cái gì vậy?
có trường hợp nào vào mà không vào khuôn mặt không? Không vào khuôn mặt không? Có không? Cái gì thì có được thì sai vậy không? Có không? Từ từ đó. Cái lần này thì đó, nếu như nói là ổ bụng khác ổ bụng thì nó khác là rồi theo theo gì thì chặt ổ bụng khác ổ bụng phẳng là nghĩa là ổ bụng với ổ bụng phẳng đúng không? Đúng, chính xác. Ổ bụng là một con được giới hạn bởi thành bụng. Tương ứng với cái vỏ trong từ vỏ da thì ổ bụng chính là cái lòng của cái vỏ da. Đó là ổ bụng. Và ổ bụng mạc là một khoang được giới hạn bởi phúc mạc. Tương ứng với cái này từ vỏ da thì ổ phúc mạc chính là cái khoảng không gian được giới hạn bởi cái ruột, con ruột. Nhưng nữa là và như vậy chắc chắn là sẽ có những trường hợp chúng ta xuyên qua thành bụng vào bụng mà không đi vào. Ví dụ như trường hợp nào các chị? Ví dụ trường hợp nào? Ví dụ trường hợp chúng ta mổ chọn đường quặng như thế này, chúng ta đặt cái đường sinh thông này thì chúng ta đặt qua hết tất cả các lớp của thành bụng. Như vậy chúng ta không lặn vào cái phúc mạc, chúng ta vén phúc mạc sang bên, đi ra làm sao và tiếp cận với đường quặng. Thì cái đó rõ ràng là chúng ta xuyên qua tất cả các lớp của thành bụng như là vô ổ bụng luôn, chỉ là chúng ta đang vô ổ phúc mạc thôi. Do đó mà từ trường hợp này nếu mổ xong mà dính ruột thì đó là đồ ác tiện rõ ràng như đó. Tại vì phúc mạc có vô không bị xâm phạm đâu mà để gây cái ruột. Hay trường hợp thứ hai chúng ta thường hay áp dụng đó là trường hợp mở bàn quang, mở thấp bàn quang. Thường thường mở thấp bàn quang ấy, thì người ta cũng lặn thành bụng, rồi sau đó người ta vén cái khúc mạc phủ trên bàn quang lên, và lúc đó cái bàn quang thường là mở bàn quang kỹ, bàn quang nó chứa đầy thuốc tiện cho nó phần lên, nó đẩy cao cái khúc mạc lên và người ta đi vào cái mặt trước của bàn quang. Thực sự ra đó là mặt trước bên của bàn quang, và như vậy thì hoàn toàn không có luôn. Một số trường hợp mang thai chúng ta làm cesarean đó là cái gì ạ? Mổ bắt thai đó. Mà trường hợp mà khi mà nó đẩy cái giai đoạn sau, khi mà cái tử cung nó vượt lên quá cao, nó đẩy lên cao và chúng ta mổ vào, chúng ta đi vào eo là nằm dưới bụng mạch, nằm ngoài bụng mạch, chúng ta mở cái đó, chúng ta lấy thai ra, hoàn toàn không đi vào trong bụng mạch. Và như vậy hoàn toàn có thể gây được. Giờ các chị hình dung ra được ổ bụng và ổ phúc mạc khác nhau đúng không? Và trên thực tế khi mà làm tâm trạng chúng ta thấy là trường hợp là vào bụng mà không vào ổ phúc mạc. Hình dung được không ạ? Được không? Rồi. Và trên hình này thì bây giờ chúng ta thấy được đây chính là cái ổ bụng này. Ổ bụng này nó được giới hạn bởi các ổ bụng. Nhưng ngược lại đây anh chị sẽ thấy được tiếp cái ổ phúc mạc này. À, đó là cái ổ mà chúng tôi đang vô ổ đỏ đó, dù là nó giới hạn bởi phúc mạc, và đó chính là cái phần đối với cái đường mà bỏ ra thì nó chính là lòng của phúc mạc, cả phần giới hạn bởi nữa mà đây anh nhìn thấy được ha. Bây giờ tàn trăm phúc mạc mà chung là tàn trăm phúc mạc, đó là những tàn đường bao gồm đường nhất kèm những toàn bộ bề mặt của con, đó là tàn trăm phúc mạc. Như vậy dài là tàn trăm phúc mạc, gan là tàn trăm phúc mạc, ruột là tàn trăm phúc mạc, nhiều đường đó. Rồi đó là cái thứ nhất đấy, ruột là
chia tăng vì nó là tuổi đó là tàn trong mặt, nhưng mà một phần của mặt tàn và một lá của mặt treo thì dính vào mặt thành, thì người ta gọi là tàn vì thành hóa. Ví dụ như là tại vì kết tàn lên kết tàn xuống đó là tàn vì thành hóa. Và chiếu nữa, bởi vì chúng tôi sẽ nói với các chị là đối với bộ nguyên thì nó không sang là vậy, nó nói là nó cái tàn này nó bị đẩy ra khỏi ngoài phúc mặt luôn, nó xem như là tàn đó là tàn sau phúc mặt hay là ngoài phúc mặt. Nhưng chúng tôi không đồng ý là tại vì ý định chúng tôi sẽ chiếu cho các xem cái mà gọi là ba đê được Cushen, đương nhiên là khu vực Cushen trong trường hợp ví dụ như là bị thủng đoạn hai của đá tràng. Giờ thùng đoạn hai đá tràng thì muốn xử lý nó làm sao, người ta phải bóc toàn bộ cái màng dính một kết tràng thành lên bật toàn bình, sau đó thì người ta tiếp cận được cái đoạn 12 của đá tràng. Sau khi xử lý xong cái đoạn 12 của đá tràng, người ta lại bật ngược lại cái màng dính và người ta thâu lại, mình hiểu được mà. Như vậy mà dính vật tồn tại như là một cái lớp bóc tách, và như vậy nghĩa là cái tàn biến hóa này không phải là tàn sau phúc mặt. Mặc dù số tác giả khẳng định, đặc biệt là các tác giả mình họ xem nó là tàn sau phúc mặt luôn. Bây giờ có cái tàn biến mà tàn này thường hay bị phản đối tàn trong một phúc mặt. Về nguyên tắc, nếu như là theo cái kiểu mà của vỏ bóng da thì rõ ràng là chúng ta nhét hết tất cả các vật vào trong vỏ da rồi chúng ta mới nhét cái ruột cao su vào bơm lên. Như vậy về nguyên tắc là không có tàn trong một mặt, như thế chính xác không? Thế tại sao có tàn trong một đó là đó duy nhất một tàn gọi là tàn trong một phúc mặt chính là bùn tinh, là bùn tinh bùn tinh. Thế tại sao vậy? Đây các chị nhìn bên đây, đây là cái bùn tinh nhưng giai đoạn đầu tiên ở trong phôi thai thì bùn tinh vẫn có phúc mặt tàn. Sau đó phúc mặt tàn bị thoái hóa và đồng thời với cái việc là cái trứng nó phóng lọt, cái bùn trứng phóng lọt thì bề mặt của trứng nó bị tách rời, và chính vậy nó được bộc lộ vào trong bộ phúc mặt. Tự nhiên được không? Phúc mặt tàn bị thoái hóa và cái bề mặt của bùn trứng bị bộc lộ vào trong lòng của ổ phúc mặt. Và cũng chính vì vậy các chị hiện tượng mà chúng ta thường hay ở đây tai là ai làm sao không? Tai làm sao nhỉ? Tai đặt trên hàng chứ. Đó. Rồi CD có nhiều loại CD trong ngay cái góc của tôi ngay trong bùn trứng và có một loại CD rất đặc biệt là CD gì? Trong ổ bụng. Trong ổ bụng. Các chị biết rồi là khi mà trứng nó được phóng loạn từ bùn trứng thì cái vòi trứng nó ứng lấy cái trứng và nó đưa trứng vào cái vòi tử cung, đúng không ạ? Và trên đường đi vào thì thường là nếu mà có gặp cờ thì thường trứng sẽ tụ tinh ở phần ngoài của vòi, đúng không ạ? Rồi tiếp tục nó vừa phát triển vừa được dần vào bên trong lòng, và khi vào trong lòng tử cung thì nó tìm được một cái nơi ngoài là một đất màu mờ thì chắc là tổ, đúng không? Nhưng mà sau một trong một số trường hợp do cái bùn trứng là tàn trong một phúc mạc, nhưng mà khi mà được đoạn phóng ra cái ngoài ngoài không nhảy được thế thì trứng nó rơi vào đâu? Rơi vào trong bụng,
Và nếu như có người gặp gỡ, các chị biết là nếu gặp gỡ thì tinh trùng nó hoàn toàn chú ý vào được. Tại vì ô phúc mạc của phụ nữ không thông, hay là nó thông. Không phải như nam giới là không thông hoàn toàn, chín hoàn toàn, nhưng mà nữ giới thì thông quá quái và tử cung đang ngồi. Do đó mà tinh trùng nó hoàn toàn chui thẳng vào được trong ổ bụng và nó gặp gỡ được trong ổ, tức là ổ phúc mạc, và nó hoàn toàn gặp gỡ được trứng trong ổ phúc mạc, gây hiện tượng thụ thai. Nhưng mà thụ thai lúc này thì thai nó không được đưa vào trong qua cái vòi tử cung để vào buồng tử cung, nó sẽ tìm một mạch nó vào vòi tử cung nằm đâu ạ? Đúng, nó nằm ở mặt treo ruột, nó làm tổ ở mặt treo ruột. Điều này chứng tỏ rằng là buồng tử cung là trong ô phục dương nữa mà buồng tử cung là dài hơn. Nói gì có hiểu không? Hiểu không? Rồi, giờ tiếp theo. Rồi, tàn ngoài sau dưới một mặt. Thì tạng này là tàn đã được che phủ một phần bề mặt, một phần bề mặt của nó được che phủ một phần mặt thôi, chứ không phải là bị bao, không được bao, thì đó được gọi là các tàn voi, các tàn sau một mặt hay dưới một mặt. Thôi một khai số các điểm liên quan, thôi hố rồi đếm mấy cái này các chị biết rồi, tàn được rất nhiều. À, chúng ta phân biệt hai cái mà chúng ta gọi là ngắt là sức và cuối cùng phút hai điểm khác nhau là ngắt khúc mạc là một ngắt lách vào giữa khúc mạc tạng của mạc tạng và cuối hoặc là giữa khúc mạc tạng của mạc tạng và cuối cùng cũng y chang như vậy. Pháp đều là sao? Ngắt, ví dụ đây là ngắt sau mạch tràng, nhưng đây là tử cung, tử cung mạch tràng, hay đây là tử cung bằng quang, hay là bằng quang tử cung. Thế thì tử cung khác với ngắt chỗ này, ngắt khúc mạch, đâu tử cung mạch tràng. Rồi chúng ta xin mô tả một chút về cái hệ thống tiêu hóa trong thời kỳ phôi thai. Trong giai đoạn đầu tiên ấy, thì trong thời kỳ phôi thai thì các anh chị biết là cái bụng của phôi nó mở, nó không có chưa đóng kín. Và toàn bộ cái hệ thống tiêu hóa dưới cơ hoành để định là cơ hoành thì nó được nằm trong mặt bằng đứng dậy, nằm bằng này. Và nó được cố định vào hai thành trước và thành sau bởi cái mặt trên. Đó chính là mặt treo lưng. Thì mặt treo lưng là toàn vẹn suốt dọc chiều dài của bụng phơi luôn. Nhưng mà mặt treo bụng hay là mặt treo bụng trước này thì nó chỉ có một đoạn, là vì lúc đó bụng nó chưa khép lại, hình như nữa mà bụng nó chưa khép lại. Và cái mặt treo sau đó, mặt treo lưng đó, thì tùy từng đoạn mà được, nó được gọi tên khác nhau. Cái mặt treo phía trước thì mình chỉ có một đoạn ở dài dài thôi, nhưng ở lúc nào mặt treo lưng thì nó suốt dọc chiều dài từ quai dài dài đến quai mát tràng, cho đến quai buồng coi được cuối luôn. Và do đó tùy theo cái đồ mà nó cố định cái tàng cái quai tàng nào trước đó thì gọi nó là mặt treo của cái tàng đó. Ví dụ là mặt treo vì sao từ đấy, cái mặt treo mát tràng, mặt treo ruột đây. Nhìn mình chưa? Rồi. Hệ thống tiêu hóa dưới cơ hoành, nghĩa là ống tiêu hóa dưới cơ hoành thì nó gồm những đoạn sau. Đầu thứ nhất là cái coi đầu tiên đối với cái quạt đó chính là coi dạ dày. Và lúc này cái coi dạ dày nó nằm theo mặt bằng dạ như này các chị, nằm phía trước này được cố định vào thành trước và phía sau được cố định vào thành sau bởi mặt treo phía ngoài treo phía sau.
Và tiếp đến là một quai nhỏ, quai ngắn, quai màu hồng được gọi là quai tai nạn hồng. Lấy một cái quai gọi là quai buồn, nó là chữ U này, quai buồn có chữ U. Quai buồn này sau này nó sẽ phát triển thành buồn non và nửa kết tràng và quai buồn cuối là phát triển thành nửa kết tràng trái, cho nên thành kết tràng màu buồn. Cho nên nó bộ đồ bộ nhớ đây này, cái chỗ này nó phân chia nó thành ra kết tràng và hồng môn đây. Các bạn hiểu được chưa? Rồi, chú ý thêm là qua ruột chúng ta có một cái trục xoay, đó là phía sau chính là động mạch mặt treo đặt đây đâu của thành, và phía trước là một cái ống gọi là ống nạc rồi con hay là ống rốn ruột. Cái hiện tượng này sau này đối với trên lâm sàng các chị biết là có những trường hợp khi mà cái ruột nó phát triển giai đoạn mà hoa trưởng thành rồi thì đó cái ống nội hoàn hay là ống rốn ruột này nó biến mất, nhưng một số trường hợp thì nó vẫn còn lại di tích, di tích nó tạo thành cái dây chằng rốn ruột mà thường trữ gây tạo thành một cái chỗ cố định để cho ruột nó xoắn này. Hoặc là trong một số trường hợp thì nó tiêu, hoặc là nó bị biết một phần tổng phần nó bản thân. Điều đó các chị biết tại vì ông rốn ruột này lúc nào nó trở thành cái gì ạ? Cái gì ạ? Dây chằng tròn. Dây chằng tròn. Thì lúc đó nó trở thành cái gì? Anh nói gì ạ? Cái to. Nó sẽ trở thành túi thừa tồn đạn, hay là gọi là túi thừa lấy kem. Các chị nghe túi thừa lấy kem chưa? Thì khi mà cái ống ruột này nó teo một phần phía ngoài, nó có thể biến mất, thì là cái phần ngoài nó biến mất thì nó còn, hoặc nếu nó không biến mất thì trở thành một cái dây chằng nó nối đinh của túi thừa lấy kem lên ruột, à lên đinh ruột. Mình dương được mà các chị nghe khi vào mổ ruột thừa đó thì bao giờ trong protocol đó họ thực viên cũng ghi là kiểm tra 80 cm là bình thường. Đó là gì? Là người ta đang nói chứ họ đã kiểm tra không có túi thừa bên cạnh, và cái gì mà bệnh nhân đau mà người ta mổ đó là mổ cái ruột thừa. Thì dương được mà ra bao giờ trong protocol cái như mà mổ các chị hay thấy các bác sĩ người ta ghi vậy đó ha, kiểm tra 80 cm đoạn cuối mỗi tràng bình thường, đó là người ta không có túi thừa bên cạnh. Rồi tiếp tiếp nha. Rồi trên này đây là một cái đoạn video clip cần xem. Đây là cái phôi đó các chị đó, và đây là cái ống tiêu hóa dương vật. Ở đây chúng ta sẽ thấy qua dạ dày, đây là qua tá tràng, và đây chúng ta sẽ thấy đây chính là qua ruột. Đó là bây giờ nó phát triển cái dạ ra để tạo thành qua ruột, và đây là qua ruột cuối độ bao nhất. Thế mà rồi chú ý thêm là ở lân bên đó thì chúng ta có các cái tuyến phụ thuộc tiêu hóa, chúng ta thấy gan đủ tùy bụng và đủ tùy lưng, đó là các tuyến phụ thuộc tiêu hóa, và có nó cũng thông tụ vào các lòng của tiêu hóa nha. Và chúng ta sẽ xem cái này sau. Rồi ở trên trình này chúng tôi đang làm một cái sơ đồ để cho các chị thấy điều gì. Cái sơ đồ này các chúng ta thấy, các chúng ta biết rằng tiến trình phát triển của các bạn trong ống tiêu hóa dưới cơ mặt và các tuyến phụ thuộc tiêu hóa thường là không diễn ra tuần tự theo kiểu cuốn chiếu mà nó lồng ghép. Cái này xảy ra chưa xong thì cái kia lại xảy ra, cái tiến trình đó nha, cái thời gian chứ không phải là cái này xong dài rồi sai xong thì mới đến chuyện là cái ruột bị bụng từ lúc đó nó phát triển thành tùy
À, rồi gan phát triển, rồi ruột phát triển, không phải là từ từ như vậy mà tất cả những cái chuyện nó lồng vào nhau, nó lồng vào nhau, phát triển đồng thời. Các chị chưa đứng mà, cho nên các chị thấy là nhìn cái một tên này nó không phải là cái này xong cái tới cái kia không tiếp nối như vậy, mà cái này đang xảy ra thì các chị cũng phải chưa đứng mà. Đây cái mô hình này cho thấy điều đó. Và đây chúng ta sẽ nhìn lại một chút về cái âm pha. Đây là giai đoạn đầu tiên và các chị thấy đây chính là qua dạ dày đây, ở đây chính là qua tá tràng và tiếp đây là cái qua ruột. Giai đoạn đầu tiên thì nó chưa lỏng và đây chúng ta thấy được cái đường gan, đây là đường tụy bụng, đây là đường tụy lưng. À, tiếp tục chút nữa thì các bạn thấy cái phần nào của cái phân thai của quá dưỡng này là khi nó phát hiện thêm chút nữa cái phần nhà. Đó, tới này là các bạn thấy hai cái này thì giống nhau à, cái đợt này chúng ta thấy giống nhau à, thấy chưa? À, rồi, vậy chúng ta tiếp tục. Rồi, thì tiến trình nó xảy ra ở nhiều đoạn và những thứ mà chúng ta có thể mạnh cách gì là cái tiến trình này nó không phải xảy ra cuốn chiếu là được, mà nó sẽ lồng ghép cái này đang xảy ra cái kia xảy ra, nhưng mà để dùng đó chúng tôi mô tả từng cái tiến trình lên. Tiến trình thứ nhất là tiến trình quay của dạ dày, thì dạ dày sẽ quay đầu tiên hết những các anh chị biết là chúng tôi đã cung cấp các chị thông tin đầu tiên là lúc này dạ dày nằm trong mặt phẳng tuyến giáp. Và hàng này là hàng hướng dẫn các chị ha, và chúng ta thấy cái quay dài dài thì dài dài sẽ diễn ra hai lần xoay. Cái lần xoay thứ nhất là lần xoay theo trục hướng dẫn, và khi nó xoay như vậy thì mặt trái thành mặt trước, mặt phải thành mặt sau, bờ trước thành bờ phải và bờ sau thành bờ trái. Thấy không ạ? Giống như bà tay tôi đang thì cái xoay đầu tiên của dài dài đấy và cũng xoay lại xuống đây được, được đứng dọc này, nó xoay được. Thế mà, và chúng ta thấy được là mặt trái thành mặt trước và bờ trước thành bờ phải. Được chưa? Đó là lần xoay thứ nhất. Lần xoay thứ hai là xoay theo trục trước sau, xoay để đầu trên lệch sang trái và đầu dưới lệch sang phải. Thì là tâm vị lệch sang trái và vô vị lệch sang phải. Xin hiểu được chưa? Đây, đây các chị nhìn đây. Đây là lần xoay thứ nhất. Lúc này dạ dày nằm ở mặt thẳng ngang đúng không? Đúng không? Theo cái trục xoay theo trục trục hướng dẫn. À, tiếp tục nó xoay theo trục trước sau. Đây là trục trước sau. Và đưa đến hiện tượng là tâm vị lệch trái và phu vị lệch phải. Điều đúng được mà. Điều đúng được mà. Và đặc biệt cái tiến trình xoay để cho cái tiến trình thứ nhất, tiến trình xoay trên cái trục hướng dẫn này là do một cái đồng hình mà nhiều tác giả đã đề cập đến. Cái tiến trình xoay này là do cái nguồn gan nằm ở bàn theo vị trí nó phát triển lệch lấn sang bên phải, phát triển mạnh ở phía bên phải hơn. Và nó kéo dài dài xoay. Hình dung được không? Hình dung được không? Cái đường gan nằm đây, khi mà nó phát triển to thì nó không phải phát triển đều như vậy, nó phát triển lớn sang phải. Khi nó phát triển lớn sang phải thì nó kéo cái mặt theo mình trước và dài dài xoay để mặt trái của mình trước. Hình dung được chưa? Đây các bạn nhìn lên cái xoay của nó. Dạ dày đang nằm ở mặt phẳng đứng dọc, và đây là cái tiến trình xoay để dạ dày nằm theo mặt phẳng đứng ngang. Thấy không ạ? Thấy không ạ? Rồi. Cái tiếp theo, cái đoạn video tiếp theo giúp cho các chị hiểu được cái tiến trình tiếp theo, tiến trình xoay dạ dày, tiến trình hình thành các gan ruột mặt keo gan trục và ngay cả hình thành túi và đốt. Thế bây giờ cái này nên như thế nào? À,
đây các vị thấy đây là tức là đầu tiên, đây là dài dài, đây là mặt treo phía sau, đây là mặt treo phía trước, và trong mặt treo phía trước chia hai lá, mặt treo phía trước chúng ta có đủ dài, được chưa? Đây là được chưa? Rồi nha. Rồi đây chúng ta có hai cái động mạch vì gan nhỏ và động mạch vì gan lớn, mà sau này sẽ thành là động mạch vì trái và động mạch gan. Nha. Rồi bây giờ tiến trình đó, cái từng cái ngách gan ruột chúng ta một cho đến lúc này người ta vẫn không biết rằng là tại sao nó có hiện tượng này, nhưng mà sẽ có hiện tượng lông của lá phải mặt treo vị vào trong chiều hai lá. À, nó lồng vào vậy. Làm như thế nào? Đây các chị như thế này. Các chị nhìn lên lên cái cuộn từ đây. Nếu tương tự các cuộn tôi cuộn có hai lá này, lá này là lá phải và lá này là lá trái mà đem đi sao? Thì nó lồng vào như thế này các chị, chúng tôi nó lồng vào đây. Lá phải từ lồng những cái túi thì chưa được mà đấy cái lồng ra đây này mà cắt đây là dưới cái chậu lồng thì chưa được mà giờ chúng ta thấy được một cái túi này nữa nè, thấy không ạ? Nó chính là những cái túi chúng tôi lồng cái túi quần chúng tôi thì chưa được mà. Và như vậy nó hình thành ở đây một cái mà người ta gọi là bàn treo ngang chụp. Mạc treo gan trục được hình thành là hai lá, gồm một lá là mạc treo vì sao chính thức và một lá là lá phải của cái túi lồng. Như vậy nó có hai lá và chúng tôi đang nắm cái mạc treo gan trục trong tay đây. Hình dung được không ạ? Chúng tôi đang nắm cái mạc treo gan trục trong tay, gồm đó mạc treo gan trục gồm hai lá. Lá phải chính là lá phải của mạc treo phía sau và lá trái chính là lá phải của cái túi lồng. Chúng tôi đang nắm mạc treo gan trục trong tay này. Hình dung được không ạ? Không ra, hình dung không ra. Đấy, cụ thể đấy đấy. Đây là lá phải của mạc treo gan trục nha. À, xin lỗi, lá phải của mạc treo phía sau. Đây là lá trái mạc treo phía sau. Được chưa? Được chưa nào? Bây giờ lá phải nó từ lồng vào bên trong giống như là cái túi của chúng tôi đây, và như vậy nó sẽ hình thành ở đây một cái nếp phúc mạc gồm hai lá gọi là mạc treo gan trục. Cái này gồm có lá phải chính là lá phải của mạc treo phía sau và lá trái chính là lá phải của túi lồng. Hình như được không ạ? Và như vậy chúng tôi đang nắm cái mặt treo trên tay này nha. Rồi đây các chị tiếp tục thấy nó đã bắt là đầu thành mặt treo trên. Tiếp tục là cái đường ngang phát triển rất nhanh và lớn sang bên phải. Đây là mặt treo trên trục hai lá, mặt treo trên trục các chị. Rồi dài dài quay và ngắt ngang một chút sang trái, nhưng là do cái đây các chị thấy là do cái đường ngang phát triển lớn sang phải này. Nếu cái lá phát triển lớn sẽ phải không? Và chính vì vậy mà cái dài dài nó xoay theo trục cũng dài để mặt trái này là trước. Thấy chưa? Và cái túi lồng này này nó thúc theo cái mặt trái của dài dài và nó thành ra một cái ngách nằm ở ngay phía sau dài dài, sau này sẽ nằm ra túi mà thôi. Nên dùng được không? Và đây có một điều rất đặc biệt các chị chú ý ở đây là cái đù gan này nó phát triển, khi nó phát triển thì nó tắt hai lá của mặt treo gan trục và sau đó nó tiếp cận với tĩnh mạch chủ ở phía sau để hình thành một cái cấu trúc ở người lớn, đó chính là vùng trần của gan. Vùng trần của gan là gan, cái vòng vùng của mặt sau của cái mặt phần của gan và không có phúc mạc che phủ. Hình dung được không ạ? Đây, bây giờ chúng tôi tiếp tục cho nó tắt lại các điều chú ý. Đây là lá phải, đây là lá trái của mặt treo gan trục nha. Bây giờ tìm tiếp cái tắt này. Không, xin lỗi. Tìm tiếp cái tắt này. Đây, để nhìn nha. Thấy nó tắt không ạ? Thấy tắt hai lá ra không ạ?
sông, và do đó đây chúng ta có cái vùng rừng không có phúc hạnh được. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cho các anh xem một hình luôn. Các anh sẽ thấy rất rõ. Đây là gan, đây là dạ dày, đây là dạ dày xoay. Rồi tới đây là chúng ta biết rồi. Nhưng nó xoay là do cái động lực, chính là do cái đùi gan này. Sắp tới vùng gan ở đây, vùng gan nó nằm trong hai lá mặt trèo phía trước, và khi nó phát triển lớn sang phải thì nó kéo cái mặt trèo phía trước lệch sang ngang, và nó kéo cái dạ dày xoay để cho mặt trái mặt trước, thấy không ạ? Gan lớn phát triển lớn sang phải, nên nhớ được chưa? Rồi bây giờ các chị chú ý, sắp tới cái còn đặt đây, tới đây thì là đây chính là cái túi lồng, và đây chính là mặt trèo đang chụp hai lá, thấy không ạ? Thấy hai lá không ạ? Đây là một lá, nó áp sát vào túi lồng. Đây là lá phải của túi lồng. Đây chính là lá phải của mặt treo gan chữ, là chính là lá phải của cái mặt treo bị sập. Bây giờ đây là nó đã lồng vào thành cái khác, cái khác gan của mình nha. Rồi bây giờ các nhìn xem nha, chúng tôi vẫn tiếp tục cho vào hình, các sẽ thấy là cái bùn gan nó lớn ở đây, nó tách hai lá này ra, tách hai lá này ra để nó tiếp cận với từ mặt trường dưới ở đây, và hình thành cái này chúng ta gọi là bùn trần gan nha. Nhìn nha, rồi các chị thấy là gan tiếp tục phát triển này, đó đây tới đây các chị thấy nó tách hai lá chưa? Thấy tách hai lá của mặt trường gan chưa? Đây là lá phải và đây là lá trái của mặt treo gan chủ, và gan nó tách hai lá vào đây, còn cái này chính là cái ngắt gan ruột đây. Mình hiểu không ạ? Tiếp tục nha, tách tiếp nha, thấy chưa? Giờ nó tách ra, và những khi tách xong nữa thì nó tiếp cận với tận tác chủ mà không có một mặt trời. Thành ra trước đây ai cũng rất là thắc mắc, tại sao đùi gan nằm trong giữa hai lá của mặt treo dưới nước mà nó lại có một cái vùng không có một mạng dây được, không tưởng được, nhưng mà nó tắt hai lá của mặt treo dưới nước hoàn toàn có thể giải thích được các chuyên gia, nắm được chưa? Rồi các chị nhìn lại một lần nữa cái tiến trình đó. Đây là lần và hình thành mặt treo gan chủ này với hai lá, là phải và trái. Tiếp tục đùi gan phát triển lớn sang phải, kéo dạ dày xoay theo đường hướng dẫn để mặt trái được, và cái ngắt gan ruột thúc sang trái ở mặt sau dạ dày, đi kèm theo cái mặt sau dạ dày. Đem kèm với mặt trái của dài thì thành nằm sau mặt sau của dài, và sau này được trở thành cái mà người ta gọi là túi mặt nối hay là hầu tung mặt nối. Rồi vào đây chúng ta thấy vùng gan tách giữa hai lá của mặt sau gan chữ để hình thành vùng trần của gan. Đừng biết cái gì. Rồi tiếp tục. Đây đây chính là vùng trần của gan, vùng này hoàn toàn không có mặt trèo, và lúc này cái nhu mô gan nó tiếp xúc trực tiếp với cơ hoành, và được cố định với cơ hoành bằng những cái dải xơ mà người ta gọi là dây chằng hoành gan. Rồi bây giờ tiếp tục sự hình thành của tùy. Cái tùy phát triển từ hai cái đùi là đùi tùy bùng và đùi tùy lưng. Cái đùi tùy bùng ở đây các chị, đùi đây đi kèm với đường mật
đường truyền vùng nó đi kèm với đường mạch. Còn đây là đường truyền lực, nó nằm ở hai lá của mạch treo phía sau hai mạch treo lưng. Bây giờ khi tiến trình thứ nhất là do dạ dày nó xoay nha, đồng thời tức là cái dạ dày xoay ở mặt trái và mặt trước, nhưng mà quay trái càng nó cũng phát điện, và khi dạ dày xoay thì quay trái càng lần sang phải, quay trái càng lần sang phải, và nó có một chiều ngược di chuyển từ cái vùng tủy từ bụng theo chiều kim đồng hồ để áp vào phần dưới của đường tiền tủy lưng. Đây các chị nhìn nhé, nhìn qua thì nó xoay như thế nào nhé, nhìn nhé. À, quay cá càng lần sang phải do dạ dày đáng vậy, nó vậy thì cái quay cá càng ở bên này, quay cá càng là cứ quay, khi mà dạ dày xoay thì quay cá càng lần sang phải, hình như đúng mà, và khi nó lần sang phải thì có hiện tượng này xảy ra, nó bị bùng sẽ và đường tập sẽ quay theo chiều kim đồng hồ để nhập vào cái đường thủy lực này. Các chị nhìn lại hai cái này, thấy nó đẹp chưa? Thấy không? Thế nó xoay để đủ tủy bụng nó nhập vào đường thủy lực, hay là nói cho đúng là đủ tủy bụng nó nhập vào phía dưới của đường thủy lực, hình như được không ạ? Và cũng chính điều này cho phép chúng ta giải thích tại sao đường mật nó nằm ở sau đầu tủy, hình như được sau đầu tủy. Điều thứ hai, tại sao đường mật và ống tủy nó đổ chung vô gần như là một nơi, bảo nhũ tá lớn đúng không ạ? Thế mà rồi, và các chị nhìn cái tùy ở trong giai đoạn hình thành đấy, thì thành phần này là được hình thành bởi đủ tủy lưng, và phần này được hình thành bởi đủ tủy bụng. Như vậy cái ống tùy chính mà chúng ta đang thấy ở đây chính là hiện tượng nhập cái phần đuôi của ống tủy tủy lưng vào với phần đầu của ống tủy bụng và tạo thành ống tủy chính. Còn bên này cái phần còn lại của ống ruột tủy lưng á thì trở thành ống tủy phụ. Thì ra thuốc cho nó thấm vô cái này, đem hơi nhiệt cái nhiều quá cái nó đầu đúng không? Các chị có biết cái hình ảnh của cái người? Rồi chúng ta đang nói đến cái một cái tiến trình tiếp theo, không phải là tiếp theo một cái tiến trình khác. Như hồi nãy chúng ta nhìn tiến trình này đó, nó đang xem vào cái nào? Không phải là cái này, từ xong rồi. Thì là một tiến trình khác, đó chính là sự quay rốn. Thì cái gì nhớ rồi này là cái quay rốn là một quay từ u nha, đầu tiên thì nó nối vào với quay tá tràng và đầu dưới thì nó nối vào với quay bụng cuối, và nó có một cái u như vậy thì nó có một cái trục xoay, chính là cái trước chính là ống nội hoàn hay là ống rốn ruột, và phía sau chính là động mạch màng treo tràng này trên. Rồi, đầu tiên hết là ngành trên và ngành dưới nằm trong một cái mặt phẳng mà người ta gọi là mặt phẳng đứng dậy. Đây là cái hình ảnh đầu tiên. Các chị chú ý là cái quay trên là màu xanh, mà quay dưới màu đỏ hồng đúng không ạ? Nó đang nằm trong mặt phẳng đứng dậy đây, mặt phẳng này. Rồi tiếp tục, nó xoay một cái góc đầu, nói chung là nó xoay 270 độ thường chiều với một cổ, nhưng mà để cho dễ thì chúng tôi chia tiến trình nó thành 3 lần xoay. Lần xoay thứ nhất là quay được nhiều kim đồng hồ 90 độ để cho ngành trên thành ngành phải và ngành dưới thành ngành trái, và nó nằm trong mặt phẳng nghe, thấy không ạ? Lúc này
nằm trên là màu xanh, nó nằm bên phải, và bên dưới nằm bên trái. Trước đây nằm trên và cạnh này nằm dưới. Thì sau khi nó xoay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ thì nằm trên thành nằm trái, à xin lỗi, nằm trên thành nằm phải và nằm dưới thành nằm trái, và anh thấy nó nằm trong mặt phẳng ngang. Được chưa? Tiếp nha. Khi mà quay tiếp 90 độ được thì thành hình trên, thành hình dưới, thành hình dưới, thành hình trên, và lúc này nó lại nằm trong mặt phẳng như vậy. Thấy không ạ? Trên màu xanh nó nằm bây giờ nó nằm dưới, và dưới màu phẳng hồng nằm trên. Đó là quay 180 độ. Giờ quay tiếp 270 độ là thêm 90 độ được. Được chia cái đồng hồ thì ngành trên thành ngành trái và ngành dưới thành ngành phải. Rồi sau đó thì cái kết đàn là lên, kết đàn xuống. Cái này, lúc này nó là nằm chơi vô ha. Xong sau đó thì nó bị đầy áp ra thành xong. Và cái kết đàn lên, kết đàn xuống dính vào thành xong. Và lúc đó chúng ta có hình ảnh một hình lưu tâm trong cái hình ảnh của người trưởng thành. Rồi bây giờ các chị qua cái tuyến xoài nha. Nhìn lại đây là nằm của cái tuyến xoài. Các chị thấy đây là quay trên của quay rốt. Đây là quay dưới của quay rốt. Thấy mà. Đây. Đây là quay trên của quay rốt. Đây là quay dưới của quay rốt. Và đây là quay cuối. Thì ở đây cũng là cái ống rốt rốt. Đây chính là động mạch mặt đang ở trên. Bây giờ các chị nhìn cái tuyến xoài của bạn nha. Đó. Và đây là hình ảnh của cái một cái hình khác. Tí nữa chúng ta sẽ cùng sang cái hình ảnh này chuyển ngành. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ đầu tiên hết nó xoay 90 độ để ngành trên thành ngành phải và ngành dưới thành ngành trái. Đó, xoay cái này là 90 độ rồi đó. Thấy 90 độ chứ ạ? Và các chị thấy nó nằm trong mặt phẳng ngang đây này. Thế mà ngành trên lúc này thành ngang bên phải và ngành dưới thành ngang trái. Tiếp tục nha. Nó xoay thêm 90 độ nữa. Lúc này ngành trên thành ngang dưới và ngành dưới thành ngang trên. Thấy chưa? Rồi tiếp tục nó xoay tiếp nha. Này, tiếp tục nó xoay tiếp thêm 90 độ nữa là 250 độ được như kiểu mô. Thì bây giờ ngành trên thành ngành trái và ngành dưới thành ngành phải. Và sau đó thì nó áp ra thành sau. Và lúc này thì đường dính của kết đàn phải và thành kết đàn lên và phần kết đàn xuống thì dính đây. Và đây chúng ta thấy này, đây chính là mặt keo kết đàn ngang. Đây là mạc dính kết đàn phải. Đây chính là mạc keo của ngọc. Đấy không? Còn mạc dính kết đàn trái là đây. Đây là mạc dính kết đàn trái là đây. Chúng ta cũng thấy là cái bụng lông nó che mất. Đấy không? Đó là những cái sạch. Bây giờ chúng tôi sẽ lập lại cái tình hình bằng hình vẹn. Đây hình vẹn, đây là cái hình vẹn đầu tiên. Lúc này ngành trên màu vàng, ngành dưới màu cam. Nằm trong mặt phẳng như vậy. Cái mà tiếp tục nha. Nó xoay để ngành trên nằm bên phải và dưới nằm bên trái. Thấy chưa? Đây là chúng tiếp tục. Nó lớn vào trong cuốn rốn, không gian lớn vào trong cuốn rốn, anh như thế.
kiềm tự lấn trong thân cái của cái quai ruột vào trong khu rốn này được gọi là thoát vị rốn phôi thai. Nha, tiếp tục nó xoay tiếp 90 độ nữa, lúc này ngành dưới thành ngành trên và ngành trên thành ngành dưới. Thế mà đây lúc này nó vẫn có cái thoát vị rốn phôi thai. Tiếp tục nó xoay tiếp 90 độ nữa, bây giờ ngành trên nằm bên trái và ngành dưới nằm bên phải, ngành dưới máu màu cam nằm bên phải, ngành trên máu vàng nằm bên trái. Và sau đó, và trước này các chị thấy là nó đã không còn nằm lớn vào trong cái khu rốn. Và sau đó thì nó áp vào phần sau và nó dính để cho chúng ta hình ảnh của cái tàn của người chúng ta. Điều này xảy ra là có một những cái chuyện nào chúng tôi nói các chị khác nhất. Và bao giờ người ta cũng khuyên khi cắt cái cuốn rốn, bao giờ chúng ta phải kẹp cắt cách gốc rốn ít nhất là 10 cm, khoảng 10 cm. Vì sao như vậy? Đó là người ta dù lơ mà cái thoát vị rốn phôi thai nó chưa vào hết trong một bụng. Nếu chúng ta kẹp sát quá, chúng ta kẹp luôn cái quai ruột đó, nó gây tắc ruột, hoại tử ruột. Nhưng được mà chính vậy mà bao giờ chúng ta cắt cái cuốn rốn bao giờ chúng ta còn nhưng được đây không có trường hợp là có vị rốn nó không có vào được và hiện tượng đó người ta gọi là có vị rốn bẩm sinh. Đây là trong siêu âm sàng và chúng ta đang thấy đây là phần thứ 12-13 gì đó. Khoảng 11-12 như thế. Và chúng ta thấy được cái thoát vị rốn trong sự nghiệp phôi thai đây này. Này là một cái thoát vị bình thường. Đó là tiến trình bình thường. Đây. Nó nằm trong cái ruột, nó nằm trong cái cuốn rốn rồi. Nhưng mà nếu mà sau cái thời gian đó mà ruột không vào được lại là không thoát khỏi cái cuốn rốn và vào lại trong bụng và cái bụng lúc này nó sẽ đóng lại thì lúc đây chúng ta có thoát vị rốn bẩm sinh. Và khi có vị rốn bẩm sinh này thì thường người ta sẽ ngủ rất sớm và người ta đẩy cái ruột vào lại mờ cái túi thoát vị đó nha, đẩy ruột vài vào trong bụng và sau đó thâu cái rốn lại, tâu cái chỗ huyết rồi rốn lại. Và đây là hình ảnh của một số đây, thường thường những cái này là những cái mà không được xử lý tốt đấy. Và cái này là nếu xử lý tốt người ta đẩy nó vào trong người ta không lại thì gần như là cái rốn thường. Còn cái giống này nó lồi là thường là bắt hốc thì rốn nó xử lý tốt nhưng nó từ đầu nó từ khắc phục lấy. Rồi nhìn lại cái hiện tượng quay 270 độ nhé, là được nhé. Các chị thấy cái dần dần là cái phim sắp tư đó. Đó, 90 độ. Và tiếp tục cái quai ruột cuối nó phát triển dài ra
ha, đè lên thành cái mà người ta gọi là mặt theo cái dạng sigma này. Bây giờ nhìn lại lên đường đấy, tiếp tục xoay này. Lột để vì
À, và như vậy cái phần mà từ ruột đến vị tùy tức là phần mà cái ngắt gan ruột mà nằm trước cái khi mà nó lách qua hai cái động mạch là động mạch vị trái và động mạch gan, thì giờ đó người ta gọi là tiền đình của túi mạng đối, và tiền đình nó thông ra ngoài qua cái bờ trái của mạng đối nhỏ. Thế nhưng được chưa? Đó là một đường thông tự nhiên. Ba đường thông đó chính là cái hình thành của gì ạ? Của cái miền túi lồng, của cái ngắt gan ruột, miền túi lồng này, cái chỗ này thì nó sẽ trở thành, nó nằm ở phía sau của cái bờ trái của màng nhĩ nhọn, cái mà người ta gọi là khe vi sơ đấy. Nha, rồi. Thế thì các chị nhìn thế này. Đây, cái lỗ đến vị tùy là do cái động mạch vì trái nó chạy theo hướng này, cái động mạch vì phải và động mạch gan nó chạy ngược theo để đi vào trong bờ tự do của mạch nhỏ. Cái vì trái là đây, từ động mạch thân tạng nhá, cái động mạch vì trái nó treo lên trên mà nó đi vào cái bờ lỗ nhỏ dạ dạ. Cái động mạch gan á, gan chung đó thì nó chạy hướng từ dưới, nó chạy bật ngược lên để nó đi vào trong bờ tự do của mạch nối nhỏ. Chính vì vậy nó tạo ra đây một cái chỗ mà khi mà cái túi cái ngắt gan ruột thúc qua thì nó tạo thành cái chỗ hẹp, và đây là nếp vị tùy dưới và đây là nếp vị tùy trên. Hình dung được đúng không ạ? Nó thành thành bằng từ đây trở ra thì gọi là tiền đình, từ đây trở vô thì của ngắt gan ruột thì gọi là mặt túi chính thức túi mạng nối. Hình dung được không ạ? Rồi bây giờ nhìn lên cái này thấy đây là tiền đình, đây là động mạch gan, các chị thấy là nó chạy ngược xuống dưới rồi nó đi vào trong ở tự do của mạch nhỏ này, thấy không ạ? Và đây là cái hướng đi của động mạch vị trái, nó tiếp cận với bờ lỗ nhỏ dài dài này, và đây các chị thấy là đây một cái lỗ, cái lỗ không phải nằm dọc thân đi nằm theo mặt chết ngang. Đây chính là lỗ nếp vị tùy, và từ đây trở vào thì ngắt gan ruột nằm ở phía sau của dạ dày, và đó chính là túi mạng nối. Hình dung được không ạ? Thì sao hình dung được tới đây là chúng ta nhìn hiểu được cái túi mạng nối rồi đó. Không có gì mà khó khăn hay thiếu tại hình dung được cái tiến trình thành lập của túi mạng nối, các chị nhìn ngay cái túi mạng nối. Đây, hai cái nếp vị tùy trên và dưới. À, nếp vị tùy trên và nếp vị tùy dưới. Đây, và các chị thấy đây là dạ dày, đây là cái cái đù lấp, tí nữa chúng tôi sẽ chỉ cần cạnh xem thực sự ra là đù lấp nằm trong mạng neo vị sau, và khi cái ngắt gan ruột nó thúc sang trái như thế này dài dài biến từ mặt trái sang mặt trước và mặt phải sang sau như thế này thì cái mạng neo vị sau thì đây sang bên cái tiếp lưng neo vị sau sang bên, và ở đây là hai cái mạng neo là mạng neo vị lấp theo tùy lặng, theo tùy lặng và theo tùy lặng. Tiếp được không? Tiếp được không? Đây. Các chị thường thường đây là cái mặt theo vì sao? Đây là dài dài. Khi mà cái này nó túi lồng không biết, nhưng mà đến khi mà nó gặp này. Túi lồng sẽ gặp đây là mình mới nói đến lá trái thôi, còn cái lá phải là ở đây cái ngắt gan ruột này khi nó gặp lại ha, cái dạ dày nó sẽ xoay để mặt trái của mình trước này nó gặp lại, và chỗ này là cái đủ lắm này, ở đây chính là bàn kéo vì lắm, ở đây chính là bàn kéo vì lắm lá trái của cái mặt trái
trước nữa. Rồi, cái hình này tương đối dễ cho các dung hình giúp đây là bạn cái A này thấy rõ đây. Đây hình này các chị chú ý, đây chính là động mạch tụ cầu. Rồi các chị chú ý, đây chính là thân động mạch tạng hay động mạch thông tạng. Đây là động mạch lắc, thấy không? Đây là động mạch vì đái đèo lên xong cái nó chạy vòng ra đây để nó tiếp cận với bờ. Còn đây là động mạch gan, nó chạy vô cái bờ đái bờ mặt của mặt nước nó lên ra mặt nó nhập thì chúng ta ở trong cái gan mà lâu về đến đây cái là người ta gọi là đây cái đường vào chính cái đầu tiên hết là đường về các chị. Đây là đường này, đây là đường vào tự nhiên đầu tiên nằm ở bờ trái của mặt nối với nhau, chính là cái chỗ mà túi lồng của các gan ruột các chị. Và thường thường người ta sẽ dùng cái đường này là gì ạ? À? Thứ nhất là chung yếu là thăm dò bốn gan của mình. À, ta nên đường thì vì các chị nếu biết là trên người sống cái ngách này thì đúc lòng hai ngón tay này, đúc lòng này đúc lòng hai ngón tay chặt, đưa thòng cái tay ra phía sau của cái bờ trái của bạn đứa nhỏ đi vào trong cái khe ly sơ thì chỉ đúc lòng hai ngón tay chặt là đúc vô chặt á, trên người sống á. Thành ra thường thường cái đường này người ta không làm gì hết, người ta chỉ có thăm dò cái cuốn gan là chính. Nha. Rồi. Và nó thì cũng mới tiếp cận đường vào đến cái tiền đình của túi lồng nối thôi. Tình nhân nữa mà. Rồi bây giờ tiếp tục là cái đường thứ hai. Đó là đường phá sập cái. Phá sập cái phần mỏng của màng nối nhỏ. Khi phá sập cái phần mỏng của màng nối nhỏ đó thì các anh chị chú ý là ở đây thường thường là người ta cũng mới tiếp cận vào cái tiền đình của túi màng nối đó. Các anh chị hình dung được không ạ? Tại vì các anh chị nhớ là cái màng cái động mạch vì trái đó khi nó trèo lên trên nó vòng vào cái bờ cong nhỏ dạ dày đó để hình thành cái nếp vị từ trên đó thì là nó nằm cái phần mỏng của bạn nối nhỏ đó nằm bên phải của cái lỗ nếp vị tùy đó. Do đó khi mà chúng ta mở cái này ra thì chúng ta mới thăm dò được cái tiền đình của túi màng nối thôi, nhưng ít ra qua cái tiền đình của túi màng nối cũng có thể thăm dò phần của cái túi màng nối chính thông qua lỗ nếp vị tùy. Hình dung được không ạ? Rồi đó là đường thứ hai. Đường thứ ba là xuyên qua bóc cái chỗ chính thì xuyên qua hai lá trước của màng nối lên lớn. Thường thường là người ta đi ở chỗ này là đi dưới cái cung động mạch bờ cung lớn mở ra thì cái này giống như hồi nãy cái mà cái hình mà chúng tôi cho cái dài đặt lên đó. Cái đường này vô cùng rộng rãi ha, khi mở vô một cái là chúng ta vô cái túi màng nối chính luôn và hoàn toàn lòng này chúng ta có thể thao tác tất cả những cái điều chúng ta muốn ở trong học một nối. Mà ở đây thường thường là chúng ta đang nói đến các cái gì ạ? Xử lý các cái gì của tùy phần lớn là những cái vấn đề ví dụ như u nang nhẹ tùy nè thì người ta phải mở cái túi mà nối chính thức này đây nè. Còn có một cách khác nữa là thì trường hợp rất đặc biệt là do cái chỗ này cái mạch máu nó quá dày người ta không làm được thì người ta phải vé cái màng nó lớn lên và bóc cái chỗ dính của màng hai lá sau của màng nó lớn vào với cái mặt với cái tràng ngang
nhôm đớm à, thì cái này cũng là khó khăn nha. Nó cũng rất rộng và chỉ sử dụng khi mà cái đoạn mà dưới ngoài cái cung động mạch bờ cung lớn xin lỗi, cung động mạch bờ cung lớn của dạ dày quá sức là dày đặc mạch máu, người ta bóc của nó sờ tổn thương mạch máu thì người ta mới bóc cái chỗ này, nghĩa là bóc chỗ này các chị. Rồi lần thứ năm là xuyên mạc đeo cái cận ngạc, đường này cũng thường là rộng rãi và thường người ta sử dụng trong nối bị đạn. Đây các chị nhìn thấy này, đây là hình ảnh đầu tiên. Này chúng tôi cho nâng cái gan lên, ngay nhìn lại này, này chúng ta cho nâng cái gan lên, như vậy cái đường đầu tiên hết tôi là đây, chúng tôi giờ thì bảo cái hướng sơ, thấy không ạ? Đường thứ hai là phá sập cái chỗ mỏng của màng nối, thấy không? Và khi mà phá sập chỗ mỏng mà nó nhỏ ngay thì chú ý chúng ta cũng mới vào đến tiền đình. Nhưng thông qua đồ túi mặt nội có thể thăm dò được cái túi mặt nội chính, thông qua lỗ đếp vị lý chúng ta có thể thăm dò được cái túi mặt nội chính. Đây, cách thứ ba này là răng xuyên qua hai lá trước của mặt nội lớn mà ngoài cái khuôn mặt bờ cong lớn của dạ dày, thì cái này vô cùng rộng rãi, cái hình màu này chúng tôi cho là cái dạ dày lên ta mở đấy đó, thì cái đường này đường thuận lợi nhất để xử lý tất cả những cái vấn đề liên quan đến túi mật nội. Rồi tiếp đến này, ví dụ các chị thấy đây là cái chúng ta mở ra rồi, đây chính là dạ dày và đây là cái mặt lưới lớn mà chúng ta đang nhìn vào cái tùy lên và rất là rộng rãi mà xử lý được. Rồi, tiếp đâu đến cái đường tiếp theo. Đó là chúng ta đang là cái mạng nó lớn lên và đây là cái mạng là cái đàn ngang. Thì cái đường thứ tiếp theo là đường này là bóc cái chỗ dính của hai lá sau mạng nó lớn vào với cái đàn ngang. Thì đường này cũng rất rộng rãi, nhưng mà dù sao thì cái mạng lưới lớn nó cũng rất là nhiều đường đường đằng ngang, đường này rộng lắm, nhưng mà nó cũng không tìm bằng cái đường này và cũng đường nữa là đường này, đường xuyên mặt theo cái cạnh này. Thực chất đường xuyên mặt theo cái nào là xuyên có mấy lá các chị, bốn lá, hai lá riêng của mặt theo cái cạnh này và hai lá sau của mặt lưới lớn, hai lá sau nó sẽ dính vào mặt tên của hai lá mặt theo cái cạnh ngang chính thức, thành là bốn lá như là hai lá là như cạnh chính. Và thường thường thì cái này người ta làm cái gì đối với dạng thì là người ta xuyên bước lộ đây, đưa cái quai phần tràng đầu tiên lên và nối vào với phần thấp của hang môn vị để chi để dẫn lưu. Và trong những trường hợp ví dụ như là một cái tùy vong hay là ung thư đầu vị mà làm tắc cái tá tràng thì người ta đưa người ta nối nó tắc, và như này dạ dày từ cái chất từ dạ dày xuyên qua mình nối để xuống ruột mà không qua tá tràng, thì đây người ta gọi là nối vị tràng mà không cắt dạ dày. Và có một trường hợp khác người ta cũng sử dụng cái đường này, đó là người ta cắt dạ dày và đưa cái quai buộc đầu tiên lên nối với mỏng cắt còn lại là dạ dày. Cái này được gọi là nối vị tràng trong các dạ dày, thì cũng là sử dụng cái đường thứ năm. Là cái cung của một người các chị tự đọc thì cũng để đây là dính, chúng ta nói một chút về mặt dính. Sau khi nó xoay hết 270 độ và sau đó nó áp vào phần sau thì sẽ có một số chỗ nó dính. Những cái dính thường có những cái chuyện gì là dính? Cái thứ nhất là cái quai tá tràng lúc trước nó nằm vậy, bây giờ nó lật sang phải áp vào phần sau và nó dính, là tá tràng và đầu vị nó bị áp vào. Và dù trước đây nó vẫn có mặt teo là mặt teo tá tràng, ví
dẫn dính vào và tạo thành mạng dính tá thủy. Một chuyện. Chuyện thứ hai, cái chậu dính thứ hai đó là cái kết càng lên, kết càng lên sau khi nó xoay đúng 270 độ từ kim cái đồng hồ ha, quay xong cái áp vô thành sạch và nó dính cái mạng keo của kết càng phải vào thành sạch, tạo thành mạng dính kết càng lên. Như nữa giờ tiếp đến cái đoạn tiếp theo là mạng keo cái này ngay thì từ đầu mạng keo cái này thì đánh nhiên và tiếp đến là đoạn mạng keo kết càng xuống thì dài lên tạo mạng dính kết càng phải và tiếp đến là cái đoạn tiếp theo là đoạn mạng keo kết càng sinh mạng không dính nặng. Đó, thì nó tạo thành đây các gì nhìn lên bên này đó, chúng ta thấy đây chính là mạng dính kết càng phải, đây là cái đoạn kết càng lên nó đi lên đây này. Tiếp đến là về của mạng keo kết càng ngang, về của mạng keo kết càng ngang, thấy không ạ? Từ đây nó ra là kết càng ngang nó từ giờ và đến xuống đây là kết càng xuống và đây chính là mạng dính kết càng trái. Thấy không? Và đây chính là rễ của mạng keo kết đạn sinh mạng gồm có hai đoạn như được mà. Ngoài ra các bạn cần lưu ý chỗ này, đây chính là rễ của mạng keo tiểu tràng hay là rễ của mạng keo ruột non. Đây chỗ này bây giờ các anh chị nhìn lên cái phim của mình nhìn phim vào đây nha. Nó đã quay và nó áp sát thành tập thì lúc này các chị thấy ngay là chúng ta có được cái hình ảnh của cái chúng tôi vừa nói. Ở đây chúng ta thấy là cái tràn lên thì dính sang cái mặt keo và nó dính vào tạo thành là dính cái tràn vào cái tràn xuống mặt keo nó dính tạo cái tràn ra. Ở đây chúng ta thấy được đây chính là mặt keo cái tràn, đây là đây của mặt keo cái tràn ngang. Ở đây chính là mạng keo kết càng sinh mạng. Và đây là cái mạng rễ của mạng keo tiểu tràng. Và các chị thấy như vậy, rễ của mạng keo tiểu tràng chính là giới hạn bên phải của mạng dính kết càng phải. Nó sẽ được giới hạn trái của mạng dính kết càng phải. Đây. Thấy đây, mạng keo tiểu tràng chính là giới hạn bên trái của mạng dính kết càng phải. Và đây là cái hình ảnh mà chúng ta vừa mới nói là đây là cái mặt cắt của cái trụ cái rễ mạng keo kết càng sinh mạng có hai đoạn giống như này. Chúng ta đây là một đoạn, đây là một đoạn. Các chị thấy hai đoạn mà. Thấy không ạ? Cái đoạn đầu tiên là đoạn mà nối tiếp với mạng dính kết càng phải là chỗ bắt đầu từ dính sang cái dính là đoạn này, là đoạn này. Và đoạn thứ hai là chạy dọc theo đường gần đến đường giữa là mạng keo của trực tràng nha. Chúng ta thấy được đây, đây chính là cái chỗ mà người ta gọi là rễ của mạng keo kết càng sinh mạng. Và bây giờ các chị thấy người ta đang lật cái mạng dính kết càng trái ra, thấy không ạ? Rồi cũng có trường hợp người ta lật cái mạng dính kết càng phải. Đây trường hợp lật mạng dính kết càng phải dính này. Đây, đây các chị thấy. Đây là một trong những trường hợp rất đặc biệt mà các chị thấy đây chính là cái đoạn 2 của đá tràng đây. Và đây là cái tràng lên. Lúc này đáng lẽ cái tràng lên nằm đây này. Thì bây giờ người ta móc cái chậu dính của nó, mặc dính cái tràng lên hay là cái tràng sang phải đó, người ta lật ra và lúc đó người ta mới bộc lộ được cái đoạn thứ 2 của đá tràng. Và khi nó bộc cái thủ tục này được gọi là thủ tục Coxa. Hey, Porsche Manovers.
nha, người ta lật cái bóc cái chậu dính và lật cái trang phải sang bên để bộc lộ cái tá tràng đây. Đây anh chị thấy đây chính là tá tràng, và người ta cũng có thể làm luôn một cái thủ thuật nữa là người ta bóc chậu dính của màng dính tá tụy và lần nó ra để các chị tiếp cận với đầu mặt sau của đầu tụy và ngay cả đường mật. À, người ta có thể bóc luôn cái màng dính của tá tràng tá tụy đó, màng dính tá tụy, và lần ra các chị đây là tá tràng, đây là đầu tụy, thế mà và đây chính là chỗ người ta bóc cái màng dính tá tụy đây và ta lần nó sang để chúng ta đang nhìn vào mặt sau của đầu tụy đây, thế mà đây là mặt sau của đầu tụy. À, chúng ta thấy được đường mật đấy, còn đây là tầng mật tầng tượng. Yeah. Rồi xong rồi đó thì ngay tầng nhiều